Hello cả nhà thân mến, hôm nay Khai Xuân bác đi rất là xa, đi mua bò ở xã Quang Phong nhé. Đấy, bác đi xe máy nhưng mà để xe máy ở ngoài kia nhá. Bây giờ phải đi bộ. Đấy, phải leo dốc ấy. Ở đấy có cái dòng suối rất là trong xanh luôn. Đấy. Đấy. Chỗ này là làm để cho trâu bò khỏi khỏi đi ngang qua hay. Để đúng không? Ôi giời ơi. Đấy, giờ phải đi bộ leo dốc các bạn ạ. Đấy. Để xem hôm nay Khai Xuân là mua có bà nghe thông tin là có bà con bò đấy béo lắm nhưng mà không biết có mua được hay không. Đấy, chủ nhân này thôi nó bán rẻ rẻ tí nhá. Dạ ok à, anh ạ. Ok nhá. Dạ ok. Khai Xuân nó phải bán rẻ vì là Khai Xuân mà không mua được là buồn đấy. Đấy, đấy là cả ở đấy nghe bảo là cá mạt rất là nhiều. Đấy, có một người là đấy đang đi bắt cá đấy. Có được con nào em ơi? Có được hai con ra. Cá mạt à? Cái dòng suối này rất là trong xanh luôn. Đấy mà mùa hè mà tắm mát lắm nhỉ. Đá đấy nhiều nhỉ. Nhưng tảng to rồi, đá này. Mấy chục năm này không leo dốc đấy. Ô, nước đây đo uống được hả ba ơi? Nước đây nước sạch mà anh. Ba. Mẹ ơi. Nước này uống được à? Ai thấy ba uống được ở đây. Bằng nước tên nước đâu nguồn? Ba đi đâu đây? Chào ba. Ông bà đi đâu đây? Đi tìm trâu tìm bò. À đi tìm trâu tìm bò à? Ba có bò bán không để con mua luôn. Hả? À? Không bà. Ừ. Đây bây giờ là mình leo cái dốc này à? Đúng rồi anh ạ. À, hiện tại bây giờ là bác chuẩn bị leo dốc các bạn nhé. À, leo cái dốc này khoảng tầm 10 phút đến 15 phút gì đấy. Ừ. Các bạn hãy chờ bác là lên đến chỗ bò bác sẽ quay tiếp tục nhé. Oh. Mệt. Mệt lắm rồi các bạn ơi. Mệt lắm rồi. Phải đi cả thở các bạn ạ. Đấy, phải đi hết trên qua cái đồi này nhá. Qua cái đồi kéo này mới tới. Mấy chục năm này không leo đồi. Mệt à. Thấy ông chủ này, chủ bò này là cùng vui tịnh lắm. Khả năng là mua được các bạn ạ. Khai Xuân nó phải mua được, phải bán được này. Đấy. À. Ở đây có ba bò củi. Cái cây này phải cây hoàn lĩnh không ngoài, củi hoàn lĩnh không ngoài. Cây hoàn lĩnh phải không? Đấy, bác vẫn biết là cái gỗ gì nhá các bạn nhá. Đây đây là cái hoàn lính này. Phê phê phê. Đấy. Có những cái bụi mẹt rất là đẹp. Đấy. Một rừng mẹt luôn. Có rừng, có suối. Ở đây mua ống bao nhiêu ở đấy? Ở đây mua có nhiêu đấy. Mệt. Ôi giờ phải leo lên đây à? Leo tưởng là thấy cái đường băng đấy mừng rồi là giờ phải leo tiếp. Đây là đi được tắt anh ạ. Ôi giời ơi. Ông chú bò này đưa một gói muối đi để cho bò ăn bắt cho dễ. Thôi, ôi giờ là dốc đường hướng các bạn à. Mệt à. Đấy. Mệt à.
À, con đường nữa là cái này đi tắt. Con đường này đi tắt à? Thế con đường này bị sạt lở quá. Đây các bạn thấy không? Từ đến nay nhìn xuống người kia đến đây là rất là mệt bắt chứ thở không được luôn. À. Đấy mọi người đang gửi tiền ủng hộ cho một cái gia đình. Lúc sáng là cấp cứu gấp cho bác. Vừa thấy ngân hàng báo xong. Sạt lở. Khiếp thật. À. Xá vi vu luôn các bạn ạ. Đấy, cái cầu ở ngoài kia là chú bác đi vào đây. Lên tính cái đỉnh đôi kéo chưa địch nhưng mà chưa đến nơi các bạn nhá. Mệt lắm. Bác thì thở như lệt nhưng ông chủ bo là cả đi cả cười đây. Ông chủ bo. Ông chủ bo cả đi cả cười mà bác cả thở không được, không ra hơi nữa. Ôi trời ơi. Chuyện bo này phải lơi mấy triệu thì mới thích được. Cuộc sống mưu sinh không phải đơn giản đâu các bạn ạ. Khổ lắm, khổ cực lắm. Nói dân buôn mà. Dân buôn nó nói toàn leo đôi như thế này. À, mệt lắm. Đúng là toát mồ hôi hột rồi. Liệt lắm các bạn ơi. Bắt đầu để đỉnh băng này. Hồi là chốc nữa là đi xuống dốc nữa. Mệt lắm. Ông chủ bò thì ông đi trước rồi. Giờ một mình lèo đèo theo sau thôi. À đây là ông chủ bò đây rồi. Quan trọng như có thấy bò hay không nữa chứ. Đấy, cả một vấn đề. Lên mà đây, dấu bò nằm đây đây. Đây, bò vừa nằm đây đây. Lại xuống dốc à? Đấy. Lên dốc, lại xuống dốc. Chốc nữa lại lên dốc, lại xuống dốc. Quan trọng là bò có thấy hay không đấy nữa. Gọi bò về đi. Đấy. Đôi núi là trung trung điệp điệp các bạn nhé. Chứ mà được cái là vào đấy nghe tiếng chim hót rất là yên bình, rất là thanh tịnh. Đấy các bạn nghe chim hót không? Cả tiếng con gì đấy nhỉ? Cúc 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 cúc. Bở hơi tái đó các bạn ạ. Bở hơi tái rồi. Phế đây. Mệt lắm. Cuộc sống mưu sinh phải lên đồi, lên leo leo dốc, lên đồi. Đấy. Thế mà máy vẫn chưa phải xuống ruộng. Ông chủ bò này đưa đi đâu đây nhỉ? Mệt lắm rồi. Đấy, ông chủ bò lừa bắt các bạn ạ. Bảo lên hết cái dốc này xong giờ này bắt là bảo là như léo lên hết cái đôi kéo này nữa. Đúng là quả phê luôn. Giờ bắt đi nửa đường rồi không léo cũng được, phải léo thôi. Khái xuân mà đi leo đôi thế này thì quá mệt luôn, quá vất vả. À, vừa rồi là kéo non chứ bảo là giờ để đấy là kéo già đấy, ông chủ đấy. Bảo lên con đoàn mà như thế này mà làm sao mà lên được. Ôi giời ơi, kéo ở đây khi khai thác làm sao mà chở xuống được kéo đấy á. Có đường đâu. À, giờ bác phải lên đây kia các bạn nhé. Ôi giời ơi, ông chủ bò này đưa đi lung tung quá. Đây, cái rừng kéo này phải tầm 7-8 năm các bạn ạ. Này, kéo to lắm. Không biết người ta trồng kéo đấy xong là khai thác vận chuyển bằng kiểu gì đây. Này,
thì cái kéo tầm 18 năm rồi. Đấy. Vận chuyển đấy chỉ có trường hợp là một là múc đường, hai nữa là phải nhờ vào sức lực của con trâu để kéo đấy. Ông chủ bò này dở thật đấy. Đấy, tiếng vang ở trên đỉnh đôi. Đấy, mệt lắm rồi. Đây, giờ mới đến lán trại các bạn. Đấy, đây này có ruồng nhá. Đấy, đó, cái trại đằng kia, cái lán đằng kia đấy. Các bạn nghe thấy tiếng chim kêu, nước chảy róc rách này. Ở đây có một vườn quế các bạn nhé. Ở đây nói chung là cũng rất là đẹp. Các bạn có nghe tiếng chim kêu, chim hót không? Đấy. Thúng lũng tình yêu. Lặn trại bo đâu phải không? Thấy một con rồi các bạn ơi, gầy thế này à? Đây lặn trại của người ngày xưa đây, mà như thế này đây. Đây thế này ấy dạng mà ở đó mà sập ngay đây một con à. Con này thì mấy đồng á? Hả? Bo thế này. Nhưng mà thấy bo ra được rồi. Đây, làm ta đây. Gọi bo về thôi. Đi ngồi đi, đi kiểu tí nữa. Hả? Liệt ra. Liệt. Ông chủ mệt bở hơi tái đây là. Đây vẫn có mấy cái ao nhỏ nhá, các bạn nhá. Có cá không? Mệt. Đây một cắn chòi nhỏ nhỏ xinh xinh. Để bứt quả này ăn này, quả trứng gà. Quả này ăn được các bạn nhé. Ok bây giờ là đến lán trại các bạn nhé. Bây giờ là bắt để chứ ông chủ là đưa bò về và ban giá. Đấy, cái chỗ giá cả nó phải bí mật. Đấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh cho bác nha. Bây giờ bác xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.